những đơn hàng ngày hôm nay, ví dụ như mà em có đọc tên các chị rồi thì các chị sẽ được chốt đơn hàng thành công. Còn nếu mà chưa thì cứ yên tâm để mã để số điện thoại, các bạn các chị bên bộ phận chăm sóc khách hàng của Đài mỗi ngày sẽ tư vấn cho từng chị nha. Rồi bây giờ với thiết kế của C382 này, chị đã thích ngựa mình chủ động lên đơn hàng liền giúp em nha. C382 kèm file kèm số điện thoại bên em chốt đơn, và hiện tại bên em chỉ thiết kế một cái màu này thôi, nên là chị nào mà thích nhẹ nhàng nhã nhặn các chị lấy liền cho em nha, vẫn giữ nguyên cái mức giá là 199.000. Chị nào thích thì chủ động comment liền cho em nè. C382 kèm size kèm số hại cho em các chị ha. Về phụ kiện mắt kính thì nếu mà các chị thích, mình có thể để lại số điện thoại để em tư vấn. Còn không, các chị có thể là chủ động chụp màn hình gửi vào inbox để cho các bạn các chị bên